Chiều ngày 19 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre đã tổ chức tiếp nhận tiền ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội trao tặng. Số tiền ủng hộ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội là 300 triệu đồng nhằm hỗ trợ Bến Tre trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể cán bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội và mong tiếp tục có sự quan tâm, đóng góp nhiều hơn nữa từ đơn vị, góp phần giúp Bến Tre vượt qua những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra. Sáng nay, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre phối hợp cùng nhà hảo tâm đến tặng quà cho lực lượng tuyến đầu tại Bệnh viện Dã chiến số 2, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre. Nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu như sữa, đường, cà phê, mì gói, gạo đã được gửi tặng đến đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 2, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre và bếp ăn từ thiện tại bệnh viện. Tổng trị giá quà tặng là 24.550.000 đồng cho nhóm từ thiện của ông Lâm Khâm Lương, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ. Ngoài ra, 600 khẩu trang N94 cũng được nhóm từ thiện gửi tặng cho cán bộ Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin bảo vệ quyền trẻ em trong tỉnh.